Và chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với tập tiếp theo của Red Dead Redemption 2. Mình là Hữu Béo. Và các bạn ơi, trước khi thì chúng ta chuẩn bị đi vào cái nhiệm vụ chính ở ngay cạnh chúng ta đây, thì mình muốn khoe với các bạn một số thứ. Thứ nhất là bộ trang phục của anh em mình. Thì hôm nay mình lại mặc thêm một cái bộ trang phục trông rất là lịch lãm, như anh em có thể thấy. Nhưng một cái quan trọng nhất mà nó cũng là một cái điều mới mẻ nhất mà có thể anh em đang chứng kiến bây giờ, đó chính là con ngựa. Mình xin giới thiệu bạn, con ngựa này mang tên là Everybian. Đây chính là con ngựa gọi là huyền thoại ở trong Red Dead Redemption 2. Và mình đã rất may mắn khi mà mình đi săn ở vùng núi tuyết, và mình đã rất cực kỳ may mắn là mình đã bắt được con ngựa này. Con ngựa này có thể nói là Lamborghini ở trong Red Dead Redemption 2, có nghĩa là con ngựa khủng nhất. Anh em có thể nhìn cái chỉ số speed và acceleration của nó, tất cả đều gần là max luôn. Và cái quan trọng nhất là anh em có thể thấy cái handling, nghĩa là cái kiểm soát của con ngựa này, nó đạt ở mức elite, nghĩa là nó siêu khủng. Thì ok, mình chỉ muốn khoe anh em về con ngựa này chút thôi. Bây giờ mình sẽ cho nó ăn. Từ từ đã mày. Bạn nó khôn, nó thấy tàu hỏa nó đi ra giảm tẹo để đỡ bị tàu hỏa đâm. Khôn thế cơ chứ. Khôn như mày, bình thường người ta hay có cái câu là khôn như mày quê tao nuôi đầy. Nhưng mà đối với con ngựa này thì quê anh em mình nuôi ít lắm anh em ạ. Mình không biết là ở trong game có bao nhiêu con ngựa nó như thế này. Để bao giờ mình rảnh mình sẽ lại khám phá thế giới mở để mình xem là ở cái khu mình bắt con ngựa này còn con nào như thế này không. Nếu mà có thì anh em mình lại khoe với nhau tiếp. Rồi, bây giờ thì mình sẽ ra cái nhiệm vụ có hình chữ RS ở trên bản đồ. Chúng ta sẽ xem cái nhiệm vụ này nó nội dung là gì. Rồi, chúng ta cùng đến với nhiệm vụ có tên Vivant Swanson. Jose nói với chúng ta rằng là Swanson đã tìm thấy một cái gì đó ở phía dưới tại cái tàu hỏa, cái trạm tàu hỏa ở gần cái hồ. Nghĩa là có một cái gì đó ở gần cái hồ cạnh trạm tàu hỏa anh em ạ. Ok, chúng ta sẽ đi vào đây xem nào. Thì chính vì mình nói con ngựa này là con ngựa rất nhanh, vậy nên là tí nữa mình sẽ cho các bạn xem cái tốc độ con ngựa này. Có thể là các bạn sẽ không cảm nhận được cái tốc độ con ngựa này, nhưng một khi mà các bạn là người chơi, một người chơi của Red Dead Redemption 2, thì các bạn sẽ có những cảm nhận riêng về tốc độ của từng con ngựa. Đấy, phải trong này rồi anh em ơi. Và cảm ơn anh em rất là nhiều vì trong một vài hôm gần đây anh em cũng cuối cùng cũng đã dồn dần dần cái sự tập trung của anh em dành cho cái series này. Nhưng mình đã phải nhắc đi nhắc lại với anh em rất nhiều lần là đây là một trong những cái tựa game rất hiếm hoi của 2018 mà anh em mình muốn anh em hướng cái sự chú ý của anh em đến tựa game này. Chính vì vậy là mình phải ra, mình đã cố gắng mình chơi và mình quay liên tục và ra liên tục để cho anh em có thể update được những cái nội dung mới nhất của tựa game này. Ồ, ngài Morgan. Tôi cuối cùng cũng đã nhận được cái lời khuyên của anh rồi. Ông đang nói về cái quái gì vậy? Tôi nghe lời khuyên của anh mà. Rồi, ông nói cái gì tôi không hiểu. Đấy, cuối cùng tôi đã tự do rồi mà không biết tôi tự do về cái gì. Trông ông có vẻ không tự do lắm đâu. Ngồi xuống đây, chúng ta chưa đánh xong mà. Anh em ta không phải là bạn bè đâu. Chúng là các ông đừng có can thiệp vào chuyện của bọn tôi. Đây là những người tốt đấy Arthur ạ. Họ là những đứa trẻ của Chúa. Cái gì vậy? What the hell? Thế ông thay vị trí của ông ta chơi cùng bọn tôi được không? Được. Ông muốn chơi không? Nhưng mà chơi cái gì? Tôi có biết chơi cái gì đâu. Thử vài trận xem nào. Thế ông ngồi xuống xem nào. Ở sao lão già kia, lão say, lão đi mẹ đâu rồi? What the hell? Ôi, cái này là giống chơi poker vậy. Đây là Marvin. Tôi quan tâm tên ông làm đéo gì. Bây giờ chơi kiểu gì đây? Mình có một con quy bích với cả con 10 tép. Arthur có một con queen và một con 10. Đấy, đây là một bài rất là hứa hẹn. Để xem nào. Thế thì mình sẽ mình không biết chơi các bạn ơi. Gọi xem nào. Gọi nha.
Mất 2 đô rồi. À, mất 2 sèng. Nghĩa là all in không ấy, kiểu có in không, có đánh không ấy. Bây giờ đến lúc đến lượt Arthur để bet rồi. Có cược không? Giữ R2 để xem. 7 tép quy rô với cả 8 8 hồng hay 8 gì, mình ít đánh bài lắm các bạn, mình chả biết chơi đâu. Bet nhiều nhiều tí, thiếu gì tiền. It is a game after all, mister. Rồi thử nhá. Mình chả biết chơi các bạn. Tú lơ khơ mình chả biết chơi mấy đâu. Tá lả mình còn chả biết chơi nữa. Cái này chắc là phải học trên mạng mới biết đánh các bạn ạ. Chứ còn chơi trong game này chắc chắn mình thua rồi. Azo này, 7 tép, Quizo, 8 cơ à? Con này là 8 cơ đúng không? Bây giờ cứ phải đánh mới biết được chứ. Cứ đánh một lúc xem nào. Sau khi mà đánh 5 bài xong là sẽ đến chốt. Bây giờ đến mình. Bây giờ mình sẽ chốt tiếp à. Để xem bài nào. Mà đây có con tép đúng không? Mình có con 10. Chả liên quan lắm, không biết đánh. Nào, lên tiếp em à. Tiền mình cũng nhiều mà. Dạo này mình... nếu như anh em có một sự thật anh em không biết là dạo này mình hay rất là hay live stream cái Red Dead Redemption 2 ở trên Nono Live. Thì tiện thể nếu như anh em nào đã xem đến đây mà tò mò thì mình sẽ để cái link no live, link stream của mình ở phía dưới. Thì hầu hết mấy hôm nay mình hay stream hầu hết là thế giới mở của Red Dead Redemption 2. Xin lỗi các bạn, nói lắp. Nên là mình cũng kiếm khá khá tiền, săn xiển rồi đi đào vàng, vui phết. Thực sự game này có rất là nhiều cái hay các bạn. Rồi giờ sao đây? Not looking good. Ô, thế đéo là mình lại thắng là nhở? Thật à? Ui, vãi. Ui. Thật à? Tôi thắng à? Xàm xí vậy. What? How did I win? Đúng là thằng chó chết may mắn. Mình có 2,90 đô rồi. Easy money. Ôi, skip đi. Bây giờ là đến lượt mình đúng không? Bây giờ đang ăn rồi, giống mấy lão mà hay đánh bài bạc mà tham ấy. Đấy, bây giờ mình sẽ bet nhiều hơn. Bây giờ mình có con 5 bích với cả con 3 tép. How about that? Good. À, người thắng là được chia hay là sao vậy? Chắc là người thắng được chia rồi anh em ạ. Thế là bài có con here. Bài có con Azo 5 cơ với 3 bích. Mình có một cặp 5 mình có một cặp 5 và một cặp 3. Thế thì ảnh hưởng gì nhỉ? Gọi tiếp xem nào. 1 đô đi. Cứ gọi đi anh em này. Hình như bet càng nhiều là càng thua. Let's see then. There. What? That's not looking up, amigo. Gì? Tép. Tám rô. Ơ. Thế đéo mình lại thắng tiếp nhỉ? Tôi đéo hiểu vì sao tôi thắng anh em ạ. Ông đúng là một mẹ thằng chó chết rất là may mắn đấy. Ông biết không? À, tôi cũng chả chắc đâu. Người ta có câu là đũa bạc đen tình mà. Đen tình đũa bạc. Hắn ta đâu rồi? Thằng Swanson nó đi đâu rồi? Mẹ kiếp. Xin lỗi nha các quý ông. Bây giờ mình phải đi tìm hắn ta thôi. Không biết ông đi đâu rồi. Hỏi ra nào. À, xin lỗi hai người. Ông có thấy một tên ngốc bị say rượu mà đang lanh quanh không? Ờ, tôi thấy. Đã ngửi thấy hắn và tránh xa hắn. Hắn ta đi đường kia kìa. Trông hắn ta có vẻ khá là điên đấy. Lấy ngựa ra kiếm thôi. Nào đi thôi. Nếu biết cái lão Swanson đấy là ai các bạn.
Cái gì đây? Lại làm sao đây? Cái lão già say rượu này. Ôi, nào. Nào, bỏ tay ra khỏi người hắn, thằng chó chết. Mày thằng khốn, thằng. Má. Ôi à. Mày. Trời ơi, mình gặp phải kèo gớm rồi các bạn ơi, kèo trên rồi. Mày. Ui ạ. Thằng ấy to quá, sao mình toàn đấm nhau với mấy thằng to vậy? Tao sẽ giết cả hai chúng mày. Chết mẹ. Motherfucker. Lút nó đã. Ơ chết mẹ rồi. Nhanh. Ơ lấy mũ. Chết rồi. Thằng kia nó chứng kiến. Quay lại đây. Ôi bỏ mẹ. Cầm dây trước các bạn ơi. Mày chạy đâu? Đứng im. Má nhìn đúng hài luôn. Dừng lại. Ông mà nói với ai cái việc mà ông thấy vừa nãy, ông chết với tôi, ông hiểu chưa? Đừng có nói với ai cả. Vậy là chúng ta có thể ngừng một ai đó khỏi cái việc gọi là họ đi mách lẻo các bạn ạ. Thì cái điều này xảy ra rất là nhiều lần đối với mình rồi. Bởi vì như mình nói các bạn là mình khám phá thế giới mở rất là nhiều. Ôi, ok ông lên kia làm gì kia? Từ uống nước cái đã. Làm chai rượu cho đầy máu. Rồi. Hồi cả kho nữa, từ. Từ đã. Rồi, ăn kẹo đi. Chết rồi, sao lão lên cao thế kia? Bây giờ phải làm nhau đuổi kịp lão bây giờ. Nhạc đúng hài luôn. Nhạc hài vãi. Ông đi đâu đấy? Ui dồi, ui dồi, ui, lão say. Từ từ thôi lão. Sao này? Ông làm gì với chân ông thế? Ôi chết mẹ. Ôi kẹt chân. Ông mẹ nó. Ui. Oh my god. Má, kẹt chân vào đường dây ạ. May cho lão nhá, lão già khốn kiếp. Không có tôi thì lão lên bàn thờ ăn xôi mẹ rồi. Nào, đi đâu? Đừng có đi nữa. Chuyện gì xảy ra với ông thế? Thế có chuyện gì xảy ra với ông? Tự nhiên ném tôi khỏi cái cầu. Mẹ, trước mặt ông là cả cái tàu hỏa mà ông bị điên à? Tôi lại tệ nữa à? Tôi xin lỗi. Tôi ước là tôi đã khác. Thôi đưa ông đi về thôi. Về nhà á? Ờ. Hay đấy. Ý tưởng hay đấy. Tôi có thể uống trà với Margaret. Lại Margaret là ai? Mình đã biết lão này lão nào luôn các bạn. Thấy say là thấy một vui vậy. Thấy một ưa rồi. May cho lão nhá. Lão đang được chuẩn bị được ngồi trên lưng của một trong những siêu phẩm. Siêu phẩm mẹ Lamborghini của mẹ nguyên cả cái đất nước này. Lão hiểu không? Ghê vãi. Rồi giờ mình sẽ để ngựa tự chạy anh em nhá. Đừng có kêu nữa. Cái đoạn này hình như ngựa không tự chạy anh em ạ. Cái đoạn đường ray này. Nếu như mà anh em mình để cái cinematic camera, nghĩa là cái góc quay điện ảnh ấy, thì nó sẽ tự đi. Đây.
Thực ra cái này mình biết lâu rồi, và bây giờ mình mới bắt đầu mình dùng, bởi vì là mình đi săn, mình đi rất là xa. Ông đang lẩm bẩm cái gì đấy? Thực sự phải nói các bạn ạ, mặc dù game này bây giờ chúng ta đã có fast travel và mình cũng đi fast travel khá là nhiều, nhưng mà mình vẫn thích cái cảm giác mà anh em ta đi xuyên rừng, xuyên núi, xuyên lục địa để có thể đến được cái chỗ nào đó mà tự đi bằng chân anh em mình, tự tay mình bấm luôn. Rồi. Về thôi rồi. Rồi, gửi ngựa cái. Tiếp anh em thấy bây giờ ngựa, ngựa càng ngày càng nhiều. Có cả ngựa hoang luôn nhá, chả biết ai bắt ngựa hoang về luôn. Thế mới buồn cười. Rồi, bây giờ đưa lão này về đâu đây? Bây giờ mình ơ thấy ông này là một trong những người ở đây à? Tại sao người ở đây nó cứ dần dần nó tách ra mà mình phải đi cứu từng người về một vậy? Không hiểu lắm. Ừ, mình sẽ đặt ông này lên giường cùng trong cái lều của ông ý. Bố cái lão già. Đây, lão ngủ mẹ cho tôi. Mệt phải lão quá. Ông ngủ đê. Chuyện gì xảy ra thế? Việc bình thường như cơm bữa thôi mà. Cảm ơn ngài Morgan. Tôi sẽ để ý lão. Lần này lão ý may mắn đấy. Rất là may đấy. Vậy là cái việc mà lão Jose nói đó là lão chính là lão Swanson này à? Hay là cái gì? Chỉ có đi bắt lão này về thôi à? Rồi bây giờ chúng ta hiện tại là trên bản đồ chúng ta chỉ còn có đúng một nhiệm vụ thôi các bạn ạ. Bởi vì anh em mình đã làm hết tất cả các cái biểu tượng ở trên bản đồ rồi. Bây giờ mình sẽ chờ cái bây giờ mình sẽ chờ cái ông Pearson này ông đi ra chỗ khác à. Ông già. Ông già đòi nợ thuê. How are you, Mr. Morgan? Hỏi đéo ấy. Suốt ngày hỏi. Mấy người ở đây quan tâm nhau vãi các bạn ạ, thề luôn. Rồi. Làm bát. Đây gọi là mình gọi đây là các bạn hay ăn bánh mì gọi bánh mì sốt sốt vang đúng rồi. Mình gọi đây là bát sốt vang. Nhìn giống mà. Rồi. Bây giờ không biết có nên ngủ không để hồi sức không, bởi vì là thôi kệ, cứ ăn đại đi. À nó không hồi cái kho nhỉ. Bữa ăn cái gì để hồi kho đây, để xem nào. Kho này. Đây, cái kho đây rồi. Đấy. Hồi cả dead eye nữa cơ. Rồi bây giờ để xem là nhiệm vụ tiếp theo của anh em mình nó sẽ ở đâu. Trời ơi. Nhiệm vụ tận đây. Vậy là... À mà quên, mình chưa đề cập đến các bạn là ở cái tập trước thì chúng ta đã bị săn lùng bởi bọn ở Strawberry. Và tất nhiên là mình đã phải cầy tiền rất là khổ sở để có thể trả được cái bounty đấy rồi. Thế nên là anh em mình bây giờ lại là một con người tự do. Ok thì chúng ta sẽ có một cái nhiệm vụ ở đây đó là Javier Escuela. Để xem nhiệm vụ ở đây nó là nhiệm vụ gì. Ở đây nó chả báo là nhiệm vụ gì cả. À đây đây đây. Đây. Đây chúng ta cùng đến với nhiệm vụ The First Shall Be Last. Người cuối cùng sẽ là người cuối cùng. Thì Dutch nói với chúng ta hãy thử và giải cứu Sean khỏi bọn Bounty Hunter, khỏi bọn săn tiền thưởng đang giữ hắn ở Blackwater. Nghĩa là đội chúng ta vẫn còn một người nữa đang bị bắt anh em ạ. Thì không biết anh em có tham gia cùng với mình ở trên các cái buổi stream ở Nono Live gần đây không? Thì như mình đã nói các bạn là mấy hôm, 3-4 hôm gần đây mình stream Red Dead Redemption ở trên Nono Live. Thì mình cũng đã đi qua cái vùng đất này 3-4 lần. Nói chung cũng khá là nhiều. Thì kết quả chúng ta nhận lại được đều là chết. Và đều bị thợ săn tiền thưởng nó giết chết thì thôi. Rất là khó. Thì mình nghĩ là sẽ phải tìm một cái cách nào đó cố gắng để bước đến được cái nhiệm vụ này, còn nếu không thì đây sẽ là một cái điều rất là xấu hổ anh em ạ. Rồi, thì từ đây chạy đến đó chúng ta sẽ đi qua cái trạm Rick. Thì mình muốn cho anh em xem một cái chức năng mà mình đã mở khóa được trong khi mà mình đã nâng cái lều này lên. Lâng gọi là nâng tất cả các cái lều ở đây lên luôn. Đấy. Thì
nâng cũng rất là tốn thời gian và tiền bạc. Thì đổi lại anh em mình cũng có một số các cái tiện lợi. Thì sau khi mà nâng hầu hết tất cả các cái lều lên rồi, thì cái lều của Arthur sẽ chính thức có một cái phần fast travel. Chúng ta có thể di chuyển nhanh fast travel trong bản đồ miễn phí nếu như mà chúng ta fast travel bằng bản đồ của Arthur. Và bây giờ mình sẽ đi qua cái trạm Riggs đúng không? Riggs Station đúng không? Nhưng mà ở đây lại không có. Đấy, ở đây lại không có anh em ạ. Để mình xem nó gần chỗ nào. Hoặc là chúng ta sẽ phải chạy qua thôi. Chứ cũng không có cách nào cả. Thế thì mình sẽ đi qua Strawberry. Sau đó là mình sẽ đi qua Riggs. Như thế thì cũng hơi tốn sức anh em nhỉ. Hơi tốn sức. Nhưng mà bây giờ chẳng lẽ không đi qua được cái trạm Riggs à? Hơi xấu hổ. Khoe anh em xong đích đi được cuối cùng xấu hổ vãi. Đấy, cuối cùng đích đi được này anh em. Toàn ở đâu ấy chứ. Thế mới buồn. Thôi chạy bộ vậy. Chứ làm nhau bây giờ. Cái chỗ fast travel hình như nó chỉ đi qua cái thị trấn hoặc thành phố lớn thôi. Chứ nó không đi qua cho đi qua các cái trạm tàu hỏa ấy em ạ. Thôi cũng phải chịu thôi chứ sao giờ. Đằng nào chả phải đi. Rồi sau đó là mình sẽ để chúng ta chiêm ngưỡng cây quang cảnh nơi đây bằng cách là anh em sẽ đi bộ khá là dài đấy anh em ạ. Anh em chuẩn bị tinh thần thôi. Thì đây chính là cái góc camera điện ảnh mà game nó mang lại cho chúng ta. Thì mình nghĩ là các bạn nào hay để ý nhiều thì cũng không lạ gì với góc camera này. Nó rất là giống GTA. Và đến bây giờ sau khi mà trải nghiệm đến phải đến một tuần, thì bây giờ mình có thể đưa ra cái kết luận đó là game này nó thực sự bám rất sát với cái con với cái lối chơi, với cái cách mà GTA họ build dựng, họ xây dựng. Bởi vì đều là con của cùng một ruộng mà các bạn. Thì các bạn có thể gọi, các bạn về sau các bạn có thể comment và các bạn nói hỏi mình là anh Hiếu ơi hoặc là Hiếu ơi bao giờ ra GTA Cao Bồi. Đấy, các bạn có thể hoàn toàn hỏi câu đấy bởi vì chúng ta bây giờ có thể gọi đây là GTA Cao Bồi các bạn. Nó chỉ khác với bản GTA 5 gần đây nhất là GTA 5 nó có đến mấy tuyến nhân vật để anh em có thể chơi. Còn Red Dead Redemption 2 nó chỉ có đúng một nhân vật, kể cả bản phiên bản đầu tiên cũng thế. Luôn luôn là chỉ có một người cao bồi là nhân vật chính mà chúng ta có thể điều khiển được thôi. Thì cái góc camera này mình nghĩ là bạn nào hay chơi GTA mà gọi là khám phá đủ kiểu, mò tất cả các thứ thì cũng đều quen với góc camera này. Khi mà chúng ta đi xe vậy thì các anh em cứ tưởng tượng là như là chúng ta đang đi phương tiện, đi ô tô, đi xe máy ở trong GTA 5 vậy. Thì nó cũng luôn có một cái nút để cho chúng ta theo dõi được các cái góc nhìn. Nhưng mà có điều là ở đây chính vì đường nó rất là xa. Mình đã nói với các bạn là bản đồ của Red Dead Redemption nó rộng đến nỗi mà GTA 5 không có cửa. Không có cửa để mà so sánh. Theo mình nghĩ là ngoại trừ những cái game mà đang được xây dựng bây giờ ra, tính đến bây giờ mà chỉ tính đến những cái game mà đã hoàn thành và đã ra mắt đến cộng đồng người chơi, thì Red Dead Redemption 2 đang là tựa game có bản đồ rộng nhất cho đến thời điểm bây giờ. Còn các bạn mà hay so với những cái game như kiểu là có một cái tựa game mà mình cũng không nhớ tên. Cái tựa game đấy đã fail một lần. Cái game gì mà chúng ta ở trên một cái hành tinh khác. Thì nó có đến bao nhiêu triệu cái ngôi sao. Nó cũng là game thế giới mở mà chúng ta có thể nói chung nó nghiêng về sinh tồn. Thì nếu như các bạn so sánh game đấy, các bạn so sánh quá khập khiễng bởi vì nó... Hoặc các bạn so sánh với Minecraft đi. Thì các bạn không thể so sánh như thế bởi vì game nó, cái cấu trúc bản đồ nó là cấu trúc bản đồ theo kiểu là duplicate. Nghĩa là nó nhân các cái cấu trúc bản đồ giống nhau và để nó tạo ra một cái mô hình bản đồ nó cực lớn. Còn đây mình đang nói đến là hệ thống bản đồ được dựng tay. Không phải là duplicate, không phải là nhân đôi các cái số lượng cấu trúc, các cái mô đất lên. Đây là dựng bằng tay anh em nhé. Mỗi chỗ nó sẽ có một cái cấu trúc đất đai khác hoàn toàn. Chúng ta sang đến vùng tuyết thì nó sẽ có theo kiểu vùng tuyết. Chúng ta sang đến các cái vùng cánh đồng mênh mông như thế này thì nó sẽ có cái hệ thống riêng, cái mảnh đất rất là nhìn nó rất là khác. Ok, hiện tại con ngựa của mình nó khá là mệt rồi. Đây là cái hậu quả của cái việc ngồi chém gió mà không để ý em nó. Mình sẽ phải cho nó ăn thôi. Chính tỏ con ngựa chạy được khá là đường dài chứ đúng không? Chạy được đường dài vậy đấy.
Anh em để ý không? Ngựa ăn xong ỉa mẹ ra luôn. Vãi đái, bó tay. Thì mình nghĩ là đây là cái tựa game duy nhất mà từ trước đến giờ hiếm có một tựa game nào mình quay mà trong cái lúc đi bộ, trong cái lúc đang đi khỏi, đang đi đâu đó mà mình muốn cắt. Thế đây là tựa game duy nhất mà mình nghĩ là mình không muốn cắt các bạn. Thực sự là cảnh rất là đẹp. Nãy giờ chúng ta chiêm ngưỡng được rất là nhiều cảnh đẹp luôn. Rồi, sức hồi khá rồi. Bây giờ để mình xem là chúng ta còn bao lâu nữa chúng ta mới đến. Vậy là chúng ta đã đến gần Blackwater rồi đấy các bạn ạ. Chúng ta gần đến Blackwater nhưng mà chúng ta lại chưa bị dính bounty. Chúng ta chưa bị bọn nó săn tiền thưởng nó đuổi. Đây đây, bọn này này. Bọn này đây à. Bây giờ mình sẽ phải đến đây nhanh nhất có thể anh em ạ. Đến đây nhanh nhất có thể. Chứ không là bọn nó bắt được mình thì chết. Mình nghĩ là phải mở rộng thêm cốt truyện thì chúng ta mới có thể sang vùng đất này một cách yên ổn được. Chứ còn nếu không chúng ta sẽ bị mãi là bị săn thôi. Đấy, chúng ta đã đến Blackwater. Thì theo như mình được biết thì cái vùng Blackwater, oh shit, nó là một cái vùng mà chúng ta đã từng dính dáng ở trong quá khứ. Nhanh 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 nhanh. Đừng ở đây lâu nữa, ở đây nó bắt đấy. Đây có vẻ chúng ta đến rồi. À, có vẻ chúng ta sẽ giải cứu đồng đội chúng ta ở trong này. Bây giờ mình sẽ lấy khẩu súng trước. Một khẩu rifle với cả một khẩu shotgun đây. Mình công thức mang theo của mình nó hay như thế. Rồi, bây giờ đi nhá. Hy vọng là không có xảy ra va chạm gì. Đây, có ai đang ngủ trong này này. Cái nhiệm vụ ấy không biết nó nằm ở đây hay nằm ở kia. Ồ, hóa ra không có ai nằm trong này à? Lấy trộm đồ mà. Sao Lex lấy được đồ? Không lấy được đồ anh em ạ. Hình như nhiệm vụ nó nằm ở dưới. Có bao nhiêu người? Ông có thấy Sean không? À, vậy là chúng ta sẽ cùng đồng đội phải thám thính cái nơi này. Where's Trelawney? Who knows? Just keep your eyes open. I am. Where is that little Irish bastard? Thằng người Irish đâu rồi? Trelawney's off trying to find out. Has anyone been in the Blackwater? See how things lie. Place is crawling with Pinkertons. Cái nơi này chứa đầy bọn Pinkerton, rồi là bọn săn tiền thưởng nữa. Chúng ta bỏ rất nhiều tiền ở đấy rồi đấy. Tại sao bọn nó lại chưa treo cổ Sean chứ? Gentlemen, Sean is being moved up the upper Montana, then to a federal prison out west. Damn. Well, we can't be rescuing people from some federal prison. We either rescue him now or... Bây giờ chúng ta sẽ phải giải cứu hắn ta. Of course not. Bởi vì sẽ hắn ta, cái ông đấy sẽ bị mang đến một cái nhà tù khác. À, đúng rồi, thế chúng ta sẽ bắt cái hội đấy trước. Bọn nó ấy chuẩn bị giao nộp ông ấy cho chính phủ. Bây giờ mình sẽ phải ngăn chặn bọn đấy. Charles, ông hướng đến phía bắc và tôi sẽ hướng đến phía khác để xem mà chúng ta có thể thấy bọn nó từ mọi hướng không. Rồi đi thôi. Mình thích những cái nhiệm vụ kiểu này ấy. Trời tối rồi anh em ạ. You know, Arthur, the government, or people whom the government like, seem to be very angry. Sure. Well, chúng ta sẽ giải cứu Sean, và sau đó chúng ta sẽ trốn. Đây là một thành phố lớn mà, lo gì? Hy vọng là thế. Thế chuẩn bị chặn một đội các bạn ạ. Và bây giờ mình sẽ đi tìm cái thuyền nhá. Có vẻ khá là mệt đấy anh em ạ. Follow me. Let's see if we can track. Các bạn thấy chưa? Con ngựa của mình mẹ nó nhanh đến nỗi mà nó kia hít bụi luôn mà đi xa mình luôn. Down there. Reckon those might be our boys. Kìa, có người ở dưới à? Follow me. Rồi đi, bây giờ đi theo ông này nhá. We'll follow them.
Bây giờ chúng ta sẽ theo dõi bọn nó. Cứ từ từ và bình tĩnh thôi. Ông nghĩ là bọn nó có thấy mình không? Cứ bình tĩnh thôi, chúng ta sẽ ổn mà. Chúng nó có thấy cũng chả sao cả. Coi như là nếu mà nó thấy thì mình như kiểu ba người bình thường đang đi đường thôi. What happened in New York? You know how life is. Never a straight road anywhere. Especially with you. Nice to know I'm missed, though. Have you run out of people to rob? Oh, we'll never run out of people to rob. But without me, you'll not find the caliber of victim that I find. Let's go. Stay with them. Rồi, về đi thôi. You all right, Javier? Ông ổn chứ Javier? Ông im thế. Vãi. Cute, dear boy. Very cute. Push up, come on. Rồi. Đi. Ok đi đi. There's a camp somewhere around here where the bounty hunters meet. Transfer before continuing out west. À. I imagine that's where they're headed. Ok, bọn này nó sẽ đi về hướng tây. Thì bọn nó sẽ gặp nhau tại một cái địa điểm nào đó và nó sẽ trao tù nhân cho bọn thợ săn tiền thưởng. Nói chung là sẽ có một cái cuộc giao dịch ở đấy và sau đó bọn nó sẽ đi hướng tây. Chung là đội chúng ta bây giờ chưa đủ người đâu anh em ạ. Vẫn còn thiếu. Thế nên là phải giải cứu từng người. Và sau đó mình nghĩ là sắp tới chúng ta sẽ có một cái vụ đi cướp. Một vụ haze giống y hệt GTA. Và mình nghĩ là sắp tới rất là hay ho đấy anh em ạ. Nhiều cái để xem lắm. Hey, they've pulled into shore. Alright, let's take a closer look. Binoculars, gentlemen. À, ok. Đây này. Thế bọn thợ săn tiền thưởng này là ai? Tôi chả biết đâu. Nhưng mà tôi nghe là bọn nó là một đội rất là to ấy, một băng đảng to và rất là hoang dã. Rất là nổi tiếng trong vòng 1-2 năm nay. Trông giống thằng Sean đấy, chả nó thì ai? Rồi, chắc chắn đó là Sean rồi. Khổ vãi. Đấy, bây giờ bọn nó giao hàng rồi. Bây giờ đang mang lên trên núi à? Kìa. Kìa, Charles kìa, ở phía bên kia. Đi thôi. Thế còn hai thằng dưới. Hãy đi theo tôi. Rồi, để xem ông này ông có ý tưởng gì hay ho. Hay là ông toàn làm những cái điều sàm nho. Không biết có phải giết chóc gì đây không anh em. Kìa, chúng nó vẫn ở dưới kìa. Không biết chúng nó làm con mẹ gì ở dưới đấy. Chúng ta sẽ làm cái điều này một cách im lặng. Bây giờ tôi sẽ đi quanh để tạo ra cái sự gây chú ý cho bọn nó. Sau đó là hai anh lẻn ra giết bọn nó nhá. Take out your knife. Wait. Bây giờ chờ đúng không? Đi cùng hai đúng không? Đi thôi. Don't cross until he's got their attention. Bây giờ phải để lão già kia lão ý dụ bọn nó đã. Wait here. He's still reeling them in. Gentlemen, excuse me, dear brothers, my wife is taken ill, gravely ill. What's the problem? Đi. Rồi, mình sẽ đánh thằng bên trái. Rồi, xong. Chết rồi, sao mình lại cầm nhầm khẩu này? We got two halfway up the canyon to deal with. A pleasure as always, gentlemen. I think you have it from here. Ở bên mình sẽ đi lên nhá. Who's the guy you got them from? We're gonna have to shoot our way out.
Rồi, anh em cứ để tôi. Anh em cứ để tôi. Đấy, anh em cứ để tôi. Bây giờ tôi là một con người khác rồi. Một phát. Hai phát. Đầu đấy, con lợn. Một phát. À, một phát. Đẩy lên. Đẩy trụ, đẩy trụ, đẩy trụ. Lấy mẹ shotgun bắn đi. Một phát. Đẩy đạn đã. Đồng lắm anh em ạ. Một phát. Đứng dậy. Bắn mẹ. Bắn bay cả mũ mình anh em ạ. Thằng mất dậy. Có một thằng ở trên kìa. Một phát. Rồi bắt đầu chơi súng tay đôi đây. Rồi. Kẹo chưa mấy thằng khốn. Chúng mày làm rơi mũ của tao rồi mấy thằng khốn. Để tao nhặt lại mũ của tao đã. Bình tĩnh. Tôi đây. Không có gì phải lo cả. Rút đồ cái đã. Một phát. Chết. Đi thôi, đi thôi. Tí lúc đồ sau anh em nhỉ. Tí lúc đồ sau đi. Rồi mình cũng thiếu gì đồ đâu. Cứ đi trước đi, đi trước đi. Bây giờ phải cứu thằng Chao ở sân đấy. Nhanh, 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 nhanh. Let's go, boy. Mẹ mọi người luôn. Anh em thấy mình dài ghê chưa? Mình đã chính thức trở thành khóc thôi, khóc thôi. Anh em nếu mà nghe đoạn này thì hãy comment cho mình ở phía dưới là hashtag khóc thôi, khóc thôi. Để chứng tỏ đây là chính là hiểu béo cao bồi thực sự đó. Bây giờ cái trại của bọn nó ở tập trên này này. Ok. Hiểu béo bây giờ đã là một con người khác. Hiểu béo đã thuộc về miền Tây rồi. Rồi. Đấy. Cho chúng mày biết luôn. Đồng thế. Làm bao nhiêu xác rồi vẫn còn. Đấy. Kìa. Nhà, 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 nhà. Lại bắn bay mũ mình. Má không mất dậy. Từ từ, mũ đâu? Cứ phải đội mũ trước đã. Đấy, bắn đều cao bồi không các bạn? Bạn nhìn mình này. Bựa vậy. Nhanh 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 nhanh, bắn bổ mẹ rồi. Tháo xuống đây mày. Bọn nó đang chạy kìa. Đây 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 đây. Đây rồi. Ma, cái lão già. Ở đâu thằng này nó trẻ à? Thằng này trẻ. You're a lot less ugly from that other angle, Arthur. Come on. Sủa vừa thôi. Bọn tao mất công để cứu mày đấy. Tôi có được ôm một cái không? Một cái ôm ấm áp đến từ người anh em thất lạc không? Nothing means more to me than this gang, the bond we share. It's the most real thing to me.
I would kill for it. I would happily die. Đấy, for it. Tao sẽ hết mình về cái băng đảng này. I would have easily left you here to rot at Charles Anstom. I don't believe a word of that, Arthur. Get him out of here. You're a great man, Arthur Morgan. Ông là một người tốt. Young whippersnapper can really admire. Oh, shut up. Right, we should split up. Bây giờ chúng ta sẽ chia ra nhá. Bây giờ Javier sẽ tiễn thằng kia về. Đấy, Charles, ông sẽ đi đi. Cẩn thận nhá, ngoài này nhiều bọn lắm đấy. Thế còn ông thì sao? Bây giờ tôi sẽ tự đi, tôi sẽ gặp lại ông sau, ok? Ok, come on. Have I got stories for you? Yeah, I can't wait. I imagine you all missed me a lot. But fear not, the joy is back in your lives now. Rồi, đến lúc anh em mình loot xác rồi các bạn ơi. Mình nghĩ đoạn này sẽ rất là mất thời gian đấy. Mình sẽ gọi con ngựa trước. Ô, con ngựa đã ở chỗ này rồi. Đấy, anh em thấy bây giờ mình đã làm con người hoàn toàn khác chưa? Mình như mình lúc nãy mình đã nói là bây giờ linh hồn mình đã thuộc về miền Tây. Bây giờ ngựa là bạn đời của mình. Các bạn hãy quên đi hưu béo của ngày xưa đi. Mình đang như kiểu trong Westworld ấy, không biết các bạn có biết phim Westworld không? Đấy, mình đã bị cuốn vào phim đó. Đấy, mình nhập vai vào rồi. Anh em không thể lôi kéo mình lại được nữa. Các bạn hãy gọi là cái gì nhỉ? Người ta hay bọn nó hay có cái câu buồn cười kiểu như là cầm được cái đĩa Red Dead Redemption 2 trong tay, thế là sau đó có thêm một cái ảnh, từ đó họa mi không còn hot nữa. Ôi mẹ. Ô sao mình tự nhiên mình bị ấy này. Thằng nào nó phát hiện nó báo chỗ này rồi. Đậu phụ chúng nó. Chúng mày để tao bắt được chúng mày chết. Cứ lúc đồ đã xong chạy sau cũng được anh em. Thế là lần đầu tiên mình được đi vào Blackwater mà mình không chết. Đây thực sự là quả một là điều rất kỳ diệu anh em ạ. Anh em nào hay xem stream hiểu béo thì sẽ biết. Vào đấy chết cũng phải gọi là liên tội. Và có một thằng tít trên này. Ui chúng nó đến các bạn ơi. Bố mẹ chạy. Ui lượn thôi. Ôi thôi bỏ mẹ rồi. Nhanh. Có hai thằng thôi. Bao tí 55 đô rồi. Không sao. Tao nhiều tiền lắm. Giết tao đi. Ngu người. À, tao bắn nó phát nữa. Ngu người chưa? 95 đô rồi anh em ơi. Đầu mình bây giờ hơi cao đấy. Ơ, cảm ơn chúng mày đến nhá. hiện tại có thêm súng. À, tại có thêm tiền. Ồ, cảm ơn. Chả thất mất máu nào. Chờ rồi, thôi đi các bạn này. Chính phủ đang tìm anh em mình rồi. Let's get the fuck out of here. Bọn bounty hunter nó lầy lắm anh em ạ. Té thôi. Rồi mình sẽ đi khỏi cái vùng đất này để trong nó đỡ tìm mình. Ôi! Holy shit! Đậu phụ nhà cowboy. Ôi, nói chung là chắc là đây là lần đầu tiên các bạn thấy mình ngã từ trên hẻm. Nhưng mà đây cũng thực sự là lần thứ N của mình ở trong game này rồi. Mình đã bị ngã chết rất là nhiều. Cũng không sao cả. Cũng không mất cái gì cả. Mình cũng không đi săn nên là mình không sợ. Rồi. Chắc là bây giờ mình sẽ phải tìm đường mình chuồn mình đi về để xem chúng ta trên bản đồ chúng ta còn cái gì không. Wow, ở trong Blackwater ấy, nó cũng là một thành phố hoàn toàn khác luôn. Vậy là chúng ta chỉ còn hiện tại trên bản đồ của anh em mình chỉ còn đúng một nhiệm vụ này. Đó là nhiệm vụ John Marston. Rồi, thế thì ok. Thế mình sẽ tạm thời kết thúc cái tập này ở đây và mình sẽ cố gắng quay trở lại với các bạn nhanh nhất ở trong cái tập tiếp theo. Nếu như các bạn thích cái series Red Dead Redemption 2 được chơi bởi Hữu Béo, các bạn hãy cho mình một comment phía dưới để cho mình biết là các bạn thích cái series này và các bạn muốn ra thêm các tập tiếp theo.
Ngoài ra các bạn thể hãy like cho mình ở trong các cái video ở trong tập này và bấm vào nút subscribe và đừng quên bấm vào cái chuông để lần sau mình ra các video mới các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được thông báo về những video đó. Một lần nữa cảm ơn bạn rất là nhiều và mình sẽ gặp lại các bạn những tập sau. Bye bye.